mặt mũi của Sunny, những đứa trẻ khác cũng bắt chước làm theo. Bọn chúng thích thú bôi chát khắp mặt Sunny, khiến cậu từ một đứa bé đen thui bỗng trở nên vàng vọt. Nhưng trò chơi chỉ mới vừa bắt đầu. Yama bảo bọn trẻ khiêng đến những dây xích to lớn, Sunny bị trói như đòn bánh tét. Yama nở nụ cười đắc ý. Cậu ta ở phía trước kéo, những đứa trẻ khác đẩy phía sau. Rồi chúng dùng sức đẩy Sunny vào trong hố phân. Đám trẻ cười vui chế nhạo. Yami nói mỉa mai, người như ngươi mà muốn sống ở thiên giới sao? Mau cút về chỗ của người đi. Vì để giữ lời hứa với mẹ, Sunny để mặc cho chúng sỉ nhục. May mà Chaya đã kịp thời xuất hiện mới ngăn chặn lại được. Yama, con sao lại đối xử với em trai mình như vậy? Vì sao con trói em lại? Ai ngờ Sunny chủ động giải thích cho Yama, nói là mình chỉ đang chơi với anh trai và cậu tình nguyện chịu trói. Sunny ngây thơ cho rằng cậu làm như vậy thì Yama có thể chấp nhận cậu. Hôm sau Sunny chủ động đến tìm Yama, nói cậu không muốn trở thành thiên thần, càng không muốn trở thành ác quỷ. Chúng ta đều là con của mẹ nên chung sống hòa bình để cho mẹ vui mới đúng. Yama lại nói, ta rất tôn trọng mẹ của mình nhưng ta không thể nào chịu đựng khi có một người em như ngươi. Ngươi vừa mới sinh ra đã che lấp ánh sáng của cha, đó là sự sỉ nhục của cha, cũng là nỗi sỉ nhục của ta. Sunny bị nói đến cứng họng, Kakun muốn giải vây cho Sunny thì lại bị Yama đe dọa. Im lặng đi con chim béo ú kia, ta có thể bỏ qua Sunny bởi vì mẹ của ta. Sunny phẫn nộ, đủ rồi. Anh đã không muốn chúng ta hòa thuận với nhau thì em cũng không còn cách nào nữa. Đối mặt với sự ức hiếp của anh trai, cuối cùng Sunny vẫn đối đầu với Yama. Một hôm Sunny vô tình đi vào phòng của ông ngoại là Visukama. Bỗng nhiên có thứ gì đó gọi cậu, cậu quay đầu lại thì hóa ra là một chiếc hộp. Cậu từ từ đi về phía trước nhìn kỹ lại, ồ hóa ra là một cây quyền trượng đang gọi cậu. Khi cậu đang định cầm nó lên thì Chaya đi vào, thần sắc vô cùng hoảng loạn, dường như muốn nói với Sunny điều gì. Bỗng trời đất rung chuyển, Chaya bị cơn lốc cuốn đi. Sunny chạy đến nhảy vọt lên một cú, nhưng sức gió quá mạnh khiến cậu rơi thẳng xuống. Lúc này Visukama đến, ông bảo Sunny mau rời khỏi đây. Nhưng nhìn thấy mẹ đang gặp nguy hiểm, Sunny không chịu làm theo. Ông ngoại hãy tha thứ cho con, mẹ con đang nguy hiểm. Cho dù là lời của thần mơ hát thì con cũng sẽ không làm theo. Nói xong thì Sunny lại nhảy bật lên cao. Lần này cậu đã thành công nắm được tay mẹ. Ai ngờ Visukama không đứng vững được, họ lại thất bại nữa. Khi lúc cậu tưởng mình sẽ lìa xa mẹ mãi mãi, bỗng cây quyền trượng kia lại gọi cậu lần nữa. Lần này cậu không hề do dự mà đếm nhấc nó lên. Chỉ thấy cậu trợn tròn mắt rồi tung ra hết sức khiến cơn lốc xoáy lập tức bị đánh bại. Sunny trượt một cú dài thành công cứu được mẹ mình. Cậu cố gắng hết sức cứu mẹ thì lại bị người cha chỉ trích. Bởi vì sự không may của cậu đã khiến mẹ cậu rơi vào cảnh nguy hiểm. Ngươi vừa ra đời đã dùng ánh mắt tà ác nhìn vào ta, chiếm đi ánh sáng của cha ngươi. Lần đầu tiên gặp mặt anh trai ngươi lại muốn giết chết anh. Và bây giờ ngươi lại khiến mẹ mình rơi vào nguy hiểm. Ngươi là thứ xui xẻo. Chaya muốn giải thích thay cho Sunny, nhưng Surya lại cho rằng cơn lốc xoáy nhất định là do Sunny gây ra. Yama chỉ trích Sunny là sao chổi, thậm chí còn muốn nhân dịp này đuổi cậu đi. Không nên để nó đến gần mẹ. Yama nói hoàn toàn có lý. Sunny nói mọi người nói sao ta đều không quan tâm, nhưng nếu muốn ta rời xa mẹ thì đừng hòng. Cậu vừa nói xong thì Yama lại muốn động thủ. Yama, Sunny có sức mạnh khác thường khiến Visukama không thể không nghi ngờ thân phận thực sự của hai mẹ con. Sunny không giống với những đứa con khác của thần linh. Đúng không con gái? Chaya rất hoảng loạn, quay người định bỏ đi. Ai ngờ Visukama liền tạo ra quả cầu lửa. Chaya hoảng lên, bởi vì chưa từng có ai có thể nói dối trước quả cầu lửa của Visukama. Dưới sự bức ép của Visukama, Chaya run rẩy đưa tay vào bên trong. Con xin thề với thần mơ hát trước lửa thiêng, Sunny là con trai của con. Visukama đã nhìn thấu Chaya, ông đột nhiên dừng nghi thức lại. Chaya khuôn mặt ngơ ngác, Visukama qua nhiều lần thấy được sự khác lạ của con gái. Ông ta đã nhìn thấu hết, cơ thể có thể bị phỏng còn cái bóng thì không. Người rốt cuộc là ai? Con gái của ta đang ở đâu? Chaya biết mình không thể giấu được nữa nên đã nói ra toàn bộ sự thật. Con không phải là Senhia, con gái của người, mà là cái bóng Chaya. Chính cô ấy đã dùng bóng để tạo ra con, để tiện cho việc đi thiền định. Vậy còn Sunny, Chaya nói cậu bé là con trai của mình với Surya. Visukama tức giận muốn đem chuyện đó nói với Surya. Chaya khổ sở cầu xin, nói đây là nguyện vọng của Senhia. Visukama lại nói con gái của ta có thể lừa ta nhưng ta thì tuyệt đối không thể nào lừa người khác. Surya biết càng sớm thì càng tốt. Chaya chạy đến chặn Visukama, người đều là thần tối cao còn con chỉ là cái bóng của con gái người, càng không phải là vợ thực sự của thần mặt trời. Nhưng con dù sao cũng là một người mẹ, con là người sinh ra Sunny, về thân thế của nó thì Sunny cũng đã hỏi con rất nhiều lần. Do đó con cầu xin người hãy để con nói sự thật trước với Sunny, sau đó người hãy nói với Surya.
Sự chân thành của Chaya đã làm lay động Visukama. Khi cô chuẩn bị nói sự thật cho Sunny biết thì Visukama đến ngăn cô lại, hóa ra ông đã thay đổi ý định. Sunny với sự chính trực chính là nguyên nhân mà Visukama chấp nhận cậu. Đứa trẻ được giáo dục tốt như vậy do đó Chaya không đáng bị trừng phạt. Sunny vẫn canh cánh mãi chuyện mẹ vô duyên vô cớ bị cơn lốc xoáy cuốn lên trời, cậu thề rằng phải tìm ra được sự thật. Cho dù người đó là ai, cháu nhất định phải bắt hắn chịu sự trừng phạt. Cháu xin cáo từ, ông ngoại. Thế là cậu tìm đến thiên đế Indra. Indra muốn dùng lời nói ngon ngọt định lôi kéo cậu về phía mình, thậm chí còn muốn đổ hết tội lỗi cho bọn quỷ dữ. Nhưng Sunny không dễ bị dụ. Thần Indra, ta đến đây không phải muốn có được sự vinh quang, càng không vì muốn nghe ngài tán dương mình. Ta chỉ muốn làm rõ chuyện cơn lốc xoáy kia. Khi có cơn lốc xoáy xảy ra người cũng có ở đó, do đó ngài nên biết chuyện gì mới phải. Indra nói chúng ta thông thường không đem chuyện này nói với một đứa bé. Nhưng cậu thì khác, cậu có một trí tuệ không như một đứa bé, do đó ta bắt buộc phải nói với cậu sự thật. Chính Sakracharya đã tạo ra cơn lốc xoáy đó. Nghe đến đây Sunny lại nhìn chằm chằm vào Indra. Rõ ràng cậu không hề tin lời của Indra. Tôi hy vọng lời ngài nói đều là sự thật. Sự thông minh của Sunny khiến Indra vô cùng kinh ngạc nhưng cũng khiến anh ta càng tức giận. Lùi ra. Hai cha con này quá khác nhau, trong khi Surya suy nghĩ hấp tấp làm việc bất cẩn thì con của hắn lại suy nghĩ thấu đáo. Nhưng không sao, chúng ta hãy chờ xem Surya sẽ hủy diệt Sakracharya như thế nào đây. Cùng lúc đó, Sakracharya đang giải thích với Surya chuyện cơn lốc. Cơn lốc là do ta tạo ra nhưng tấn công vợ ngài lại chính là Indra. Surya không hề tin lời ông ta. Đừng đem những hành động tàn ác của ngươi đổ lên cho Indra nữa, Sakracharya. Yama thậm chí muốn ra tay giết chết Sakracharya để trả thù cho mẹ. Nhưng chính lúc này Sunny xông vào. Trước khi giết ai đó anh phải nên xem xét sự thật trước. Giả sử có người phải chịu sự tổn hại thế thì theo lý mà nói phải có người đứng ra duy trì công bằng. Là ai cho phép ngươi đến đây? Người đường đường là thần mặt trời lại không bằng một đứa con nít sao? Nó nhỏ tuổi như thế mà đã có sự phán đoán thấu đáo. Người nên học hỏi Sunny đi Surya. Lời Sakracharya như đổ thêm dầu vào lửa khiến Surya càng thêm mất mặt. Surya vô cùng tức giận. Nếu như ngươi đã đứng về phía hắn, thế thì trong buổi xét xử vào ngày mai Sakracharya mà bị chứng thực có tội thật thì ngươi cũng khó tránh bị xử chết. Con trai cãi lời cha mình, người cha lại muốn giết cậu. Người mẹ khổ sở cầu xin thì ngược lại bị trách mắng. Tuy rằng nó là một đứa bé nhưng không có nghĩa nó có thể khiêu chiến ta. Thậm chí trước mặt kẻ địch là Sakracharya lại chất vấn ta. Nhưng dù sao Sunny cũng là con chúng ta, hoặc có lẽ là hổ thẹn trong lòng. Vì nếu Sakracharya thực sự được chứng minh vô tội thì uy nghiêm của anh sẽ bị mất. Thế là Surya đã tính kế với vợ mình, ngày mai trong buổi xét xử chỉ cần Sunny không xuất hiện thì ta sẽ tha cho nó. Chaya vội vàng chạy đi tìm Sunny nhưng Sunny với đầy lòng chính nghĩa lại quyết muốn đi. Nếu như con không đi thì một người vô tội sẽ bị xử oan. Chaya có chút không hiểu bởi vì đây là lần đầu tiên Sunny không nghe lời của mình. Con không thể cho phép những chuyện bất công xảy ra. Chaya nói mẹ không quản cái gì là chính nghĩa, cái gì là đúng hay sai, mẹ chỉ quan tâm đến con mình. Mẹ muốn con mãi mãi bình an vui vẻ, nhưng con vì sao cứ muốn thực thi công lý gì đó. Nhưng bảo vệ mẹ là trách nhiệm lớn nhất của con trai. Kẻ nào muốn làm hại mẹ thì con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Chaya vừa lo lắng vừa không biết làm sao. Tha thứ cho con mẹ à, con bắt buộc phải đến buổi xét xử đó. Nhìn thấy Sunny quyết tâm muốn đi, Chaya lại gọi cậu lại. Cả đời mẹ không mang lại cho con niềm vui nào, con đáng lẽ phải vui chơi ở trong độ tuổi này. Nhưng con lại vì ta mà lại phải chịu đựng những thứ mà ở lứa tuổi con đáng lẽ không phải chịu. Chaya lại lần nữa cầu xin Sunny đừng đến buổi xét xử. Sunny do dự, một bên là sự chính nghĩa, một bên là người mẹ kính yêu nhất. Đột nhiên Chaya quỳ xuống. Đừng khóc mẹ ơi, cho dù thế nào con sẽ không bao giờ để mẹ khóc. Con sẽ không đến buổi xét xử nữa. Cùng lúc đó buổi xét xử Sakracharya cũng chính thức bắt đầu. Thần Surya một mực cho rằng Sakracharya là hung thủ, sau đó lấy ra chiếc rìu thần muốn chém chết ông ta. Trong lúc quan trọng Sunny đã xuất hiện. Hóa ra Chaya đã nghĩ thông suốt, không thể vì sự ích kỷ của mình mà trói buộc con cái. Lại nói đây là một sự rèn luyện rất tốt. Sunny bước vào với khí thế bá đạo, hùng dũng bước vào thần điện. Bỗng Surya gọi cậu lại, anh ta nói buổi xét xử này là của người lớn, người không có tư cách tham gia. Nhưng một bên trong phiên xử đã cho gọi con phân xử nên con phải có mặt. Những người ở đó đều kinh ngạc. Surya nói, kết quả xét xử đã có, Sakracharya chính là hung thủ. Sunny lại nói, điều mà người nghĩ thì nhất định đều đúng sao? Người làm chứng không nên phân biệt tuổi tác, nếu như có người hoài nghi kết quả xét xử thì bắt buộc phải xử lại. Chỉ có như vậy thế gian này mới không có người bị oan ức. Hành động lần này của Sunny vô tình đã khiêu chiến đến uy quyền của cha mình. Nhưng vốn là người được thần chọn ra để phán xét sự công bằng và chính nghĩa trên thế gian, cậu không thể đứng yên.
Nhưng Surya lại cố chấp bảo Sakracharya có